Chuyển sang phần tin trong nước. Sau giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19 thì rất nhiều golfer Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài đã dục dịch trở về nước. Tuy nhiên, thách thức đầu tiên của họ sẽ là khoảng thời gian 14 ngày không có gôn ở trong khu cách ly. Dẫu vậy thì với golfer Vũ Anh Long, đây lại là thời gian để anh tận hưởng gôn theo cách riêng của mình, thậm chí còn truyền bá bộ môn thể thao này qua hình thức snack golf. Xin chào, tôi là Vũ Anh Long, là một golfer và cũng là một nhà phát triển golf tại Việt Nam. Trong cái thời gian mà cách ly, lúc đầu nghe 14 ngày cách ly thì cũng có vẻ là hơi lo, bởi vì là mình làm gì trong 14 ngày. Rồi sau đó đến khi thực tế thì nó còn sốc hơn cái lúc mình nghĩ, bởi vì là tất cả mọi người ở trong một cái phòng và gần như là không đi ra ngoài và gần như là mà lại còn không được xuống sân. Cho đến khi mà bắt đầu được mở cửa để mọi người đi ra hành lang giao lưu thì lúc đấy là mình bắt đầu mới có cái cơ hội là để tập luyện thể thao và lúc đó là có tập golf. Lúc nào khi mà buổi sáng mình dậy 5 giờ sáng ấy thì lúc mà mình tập golf thì thỉnh thoảng có một vài các bạn xem không hiểu chuyện gì, không hiểu là gì. Đó, xem các bạn rất là hào hứng đứng xem. Thì mình mới nảy ra ý tưởng là đằng nào mình cũng đã mất thời gian cách ly 14 ngày thì tại sao mình không tạo ra một cái thế hệ để golf trong này ngay được. Đó, thì khi mà bắt đầu mình dạy cho các bạn thì các bạn đều rất là hào hứng, học rất là nhanh. Thế là hàng ngày các bạn tập rất chăm chỉ và thậm chí là khi mà sáng nay bản thân tôi có dạy cho các bạn chỉ có khoảng 1 tiếng thôi, nhưng mà sau đó sau khi mà dạy xong các bạn cứ tập ăn trưa xong các bạn cứ tự động tập, mà hoàn toàn là mình cũng không thể thúc giục với các bạn đấy. Đó, nghĩa là các bạn đấy rất là đam mê và ham tập. Hiện tại thì mình cũng đang sắp tới dự định là để tổ chức thi đấu giữa các nơi khác nhau. Cái đội này mình cũng muốn làm cái đội đầu tiên và mình sẽ dựng lên để cùng đi thi đấu với các nhóm khác, cũng như là tương lai xa hơn là sẽ là các quốc gia khác. Thực ra đến hôm nay thì mình có thể nói là mình có thể ở đây thêm được. Đấy, bởi vì là ở trong này mình có thời gian để mình vừa là tập luyện cho cú sinh của mình, cũng như là cũng có thời gian để đào tạo ra một cái thế hệ mới mà có thể là để tạo ra những cái tiềm năng golf cho Việt Nam mình.